Good morning quý vị, hãy cùng mình đang có mặt ở đường cặp đường ray xe lửa hướng về ga Hòa Hưng. Sài Gòn sáng ngày 17 tháng 4 2018. Bên tay trái quý vị là đường ray xe lửa. Trước khi có xe lửa chạy qua quay phim nó đẹp cái gì ha. Trời Sài Gòn đang chuyển mưa, độ giờ khoảng 28 độ C. Xem mấy cảnh này đỡ nhớ Sài Gòn. Bên phải sau lưng dãy nhà này là ga Hòa Hưng đó vậy. Bên tay trái là đường Trần Quang Diệu. Ở đây là thuộc phường 9 quận 3. Chạy vô ga Hòa Hưng nhé gì xem. Từ đây có thể mua vé xe lửa đi Huế, Hà Nội, đi Bắc Kinh,
Trung Quốc luôn quý vị, đi qua Mông Cổ, qua Nga luôn đó. Rồi từ Nga đi sang các nước châu Âu luôn, là một những đường xe lửa xuyên lục địa Á Âu à, dài nhất thế giới vậy. Nếu mình đi là mình xuống bên phải, mình vô nhà chờ cái gì. Nếu muốn gửi đồ thì qua bên phải nè. Bên phải là cổng đón, đón người thân đi xe lửa miền Bắc, miền Trung vào Sài Gòn. Xe lửa giờ cũng sang cái gì, có máy lạnh, giường nằm rồi thì đủ. Phục vụ ăn uống trên tàu luôn, rất là an toàn, sạch sẽ. Có dịp đi xe lửa quay quý vị xem. Rồi, đó đây là đường Nguyễn Thông quý vị. À, xin lỗi, đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10, quận 3. Trước cái gì là ngã 6 Dân Chủ, bên trái là đường Lý Chính Thắng, ngày xưa là Yên Đỗ, vậy gốc kia là đường Điện Vương, còn bên phải là Lê Văn Diệm, Trần Quốc Tỏ, ngày xưa giờ là cái mạng 8 với lại 3 tháng 2 đó, thẳng qua kia là Nguyễn Thượng Hiền. Xe chặt ly này không, dành cho phụ nữ đi chợ nè, chạy qua đó, xe của Nhật. Rồi cắt ngang phía trước là đường Điện Biên Phủ, ngày xưa là Phan Thanh Giản.
không phải là đường Nguyễn Đình Chiểu, ngày xưa là Phan Đình Phùng. Ok, thank you, hẹn gặp lại gì nữa tiếp theo, nhưng mà